chào và chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA. Mến chúc cô chú bác và anh chị em nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Kim xin gửi đến quý vị một số tin tức trong ngày 4 của tháng 12 năm 2020 như sau. Tại sao vaccine COVID của Pfizer đã được ủy quyền ở Anh mà chưa phải ở Mỹ? Chủ tịch của Pfizer, Albert, nói với người dẫn chương trình Daylight rằng công ty dược phẩm không chắc chắn liệu vaccine có ngăn được virus corona lây truyền hay không, nói rằng đây là điều còn được kiểm tra. Các tác dụng phụ của vaccine COVID-19 bao gồm sốt và ấn lạnh đến đau đầu và đau khớp có thể khiến một số bác sĩ và y tế không thể làm việc trong bối cảnh gia tăng số ca nhập viện trên toàn quốc. Thống đốc của tiểu bang California hôm thứ năm đã cho biết rằng sẽ áp đặt lệnh lưu trú tại nhà theo khu vực để hệ thống bệnh viện không bị quá tải và những doanh nghiệp này sẽ bị ảnh hưởng và sẽ bị đóng cửa. ở Los Angeles đang hỗ trợ 800 đô la cho một số ít nhân viên phục vụ nhà hàng và thực phẩm địa phương bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Thị trưởng Eric thông báo hôm thứ tư người dân Mỹ đang háo hức chờ đợi được tấm chết 1 hai lần 2 trong khi chính phủ Mỹ đang nỗ lực đổi công chúng Mỹ tiêm vaccine COVID-19. Thì câu hỏi đặt ra rằng bạn có sẵn sàng nhận lấy vaccine để đổi lấy tấm chết 1 rưỡi đô la hay không? Và cuối cùng thì cập nhật về gói cứu trợ, cũng như là càng ngày có nhiều đảng viên, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa nói rằng họ ủng hộ cho các cuộc đàm phán nhằm cung cấp nhiều viện trợ kinh tế cho gói 908 tỷ đô la. Kim mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết này để biết rằng những doanh nghiệp nào sẽ phải bị đóng cửa cũng như những tiểu bang nào trong tương lai. Thì nước Anh là trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine Pfizer trong tuần này với đợt chủng ngừa đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai vào tuần tới. Chủ tịch của Pfizer nói với người dẫn chương trình Daily rằng công ty được dược phẩm không chắc chắn liệu vaccine có ngăn được virus corona lây truyền hay không nói rằng đây là điều còn phải được kiểm tra. Tôi nghĩ đây là điều còn được kiểm tra, chúng tôi không chắc chắn về điều đó ngay bây giờ với những gì chúng tôi biết. Thì tại Hoa Kỳ, FDA sẽ xem xét vaccine của Pfizer vào ngày 10 của tháng 12. Thì theo thông tin của tờ báo Bloomberg, thì các tác dụng phụ của vaccine COVID bao gồm sốt và ấn lạnh đến đau đầu và đau khớp có thể khiến một số bác sĩ và y tế không thể làm việc trong bối cảnh gia tăng số ca nhập viện trên toàn quốc. Thì đầu tuần này, các cố vấn liên bang đã khuyến nghị các nhân viên chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ được chủng ngừa trước cùng với cư dân của các cơ sở chăm sóc dài dài hạn đối với các bệnh viện điều đó có thể gây ra các vấn đề về lịch trình đáng kể vào thời điểm nhiều người đang lấp đầy hơn 100.000 người Mỹ đã phải nhập viện vì virus hôm thứ tư mặc dù các công ty dược phẩm vẫn chưa công bố kết quả đầy đủ từ các cuộc thử nghiệm lớn nhất của họ nhưng tiết lộ từ các cuộc thử nghiệm trước đó trong các thông cáo báo chí gần đây cho thấy hồ sơ an toàn của họ Thống đốc của California, ông Gavin Newsom, cho biết hôm thứ năm rằng ông có khả năng sẽ ra lệnh cho các doanh nghiệp như quán bar và tiệm rượu đóng cửa và thực hiện lại các đơn đặt hàng lưu trú tại nhà trong vài ngày tới khi nhiều người dân lớn của tiểu bang nhận thấy số ca nhập viện tăng cao. Dựa trên các dự báo hiện tại, 23 quận ở nam và trung California, bao gồm Los Angeles, quận Cam, San Bernardino. San Diego, Ventura và Imperial có thể được yêu cầu thực hiện các hạn chế sớm nhất là vào thứ sáu. Từ Los, The Los Angeles Times đưa tin, thì theo lệnh này các tiệm làm móng và làm tóc, sân chơi và trung tâm giải trí gia đình phải đóng cửa và các nhà hàng sẽ chỉ có thể phục vụ đồ ăn mang về, các doanh nghiệp bán lẻ, sẽ chỉ được phép có 20 sức chứa khách hàng bên trong và ông còn nói thêm cơ sở hạ tầng quan trọng và các trường học đã mở cửa sẽ vẫn mở cửa bất chấp những hạn chế mới ông nói thì các quy tắc được thiết kế đợi ở lại tại chỗ cho ít nhất 21 ngày và nhân viên y tế nhà nước cho biết sau 3 tuần quyết định mở lại bất kỳ dịch vụ khép kín và các hoạt động khởi động lại sẽ được dựa trên các dự báo trong 4 tuần công suất ICU của một khu vực. Thì để trả lời câu hỏi thì lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày mai và thống đốc của Đảng dân chủ cho biết là tất cả các quán bar, tiệm làm tóc, hiệu cắt tóc, sòng bạc, sân chơi trong nhà và ngoài trời sẽ bắt buộc phải đóng cửa. Các giới hạn lưu trú tại nhà sẽ bắt đầu với thông báo sau 48 giờ và có hiệu lực ít nhất 3 tuần sau khi chúng được áp dụng. California là tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ với gần 40 triệu cư dân. Bên cạnh tin không được vui về California cho những doanh nghiệp phải sẽ đóng cửa thì Los Angeles đang hỗ trợ 800 đô la cho một số ít nhân viên phục vụ nhà hàng và thực phẩm địa phương bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Um, kế hoạch này dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho 4.000 người làm việc tại các quán ăn, quầy thức ăn và các đơn vị bán đồ ăn lưu động khác trong thành phố. Và thống đốc cũng cho biết là những người làm việc tại các nhà máy rượu, quán bar và nhà máy bia phục vụ đồ ăn cũng có thể nộp đơn đăng ký. Khi đợi đủ điều kiện, người nộp đơn phải sống ở Los Angeles ít nhất là 18 tuổi, có thu nhập hàng năm dưới 58.450 đô la cho năm 2019 và đã rơi vào tình trạng khó khăn hơn do đại dịch. Các ứng dụng sẽ mở lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 7 của tháng 12 thì mọi người apply sẽ vào trang web coronavirus.lacd.org/serve thì Kim sẽ đợi đường link trong phần mô tả của video và họ cũng cho biết là cái thời gian mà nộp đơn đợi nhận được 800 đô la này sẽ hết vào thứ sáu là cuối tuần tới. Và cuối cùng thì cập nhật về gói cứu trợ cũng như là bạn có sẵn sàng nhận vaccine cho COVID-19 để đổi lấy tấm chết 1.500 đô la hay không và làm cách nào đợi nhận được 1.500 đô la. Hàng triệu người Mỹ vẫn đang hy vọng vào đợt kiểm tra kích thích thứ hai để giúp họ đối phó với tình trạng suy kiệt tài chính của đại dịch Covid-19, trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ đang chuẩn bị phân phát thuốc chủng ngừa cho công chúng Hoa Kỳ nhằm chấp dứt cuộc khủng hoảng y tế công cộng này. Thì bây giờ, một đợt xuất nhằm giúp đỡ cả hai nỗ lực bằng cách cho mọi người kiểm tra kích thích tấm chét 1.500 đô la để đổi lấy việc được chủng ngừa. Thì ý tưởng này đến từ doanh nhân John Delaney, một cựu nghị sĩ đảng Dân Chủ ở Maryland, người cũng tranh cử tổng thống vào năm 2020 thì ông John nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, chúng ta tiêm chủng càng nhanh cho 75% dân số đất nước này thì chúng ta càng nhanh chóng kết thúc Covid và mọi thứ trở lại bình thường càng sớm. Thì CDC trong tuần này đợi quyết định xem ai là người đầu tiên nên xếp hàng tiêm chủng. Một khi vaccine được chấp thuận thì chúng sẽ được triển khai miễn phí cho người Mỹ, nhưng một số cá nhân có thể ngại thực hiện các phương pháp điều trị mới phát triển. Một cuộc thăm dò uh, survey cho thấy là chỉ có 58% người Mỹ nói rằng họ sẽ tiêm vaccine. Ông John nói thêm gửi cho người Mỹ 1.500 đô la để đổi lấy việc tiêm chủng sẽ tiêu tốn khoảng 380 tỷ đô la. Trong khi đó, các khoản kiểm tra kích thích đầu tiên mà chính phủ gửi cho người dân tấm chất 1 hai chỉ tốn tổng cộng hơn 270 tỷ USD mà thôi. Ông cho nói thêm, tuy nhiên, kết hợp kiểm tra kích thích với tiêm chủng thực sự sẽ là chiến lược hiệu quả nhất để ngăn chặn virus và do đó hạn chế nhu cầu về các hình thức viện trợ khác. Ông nói tiếp, các khoản kiểm tra kích thích không nhất thiết là 1.500 đô la các đời xuất khác đã kêu gọi các khoản thanh toán từ 1.000 đến 2.000 đô la thì đợi cập nhật cho gói cứu trợ 908 tỷ của lượng đảng đưa ra thì ngày càng nhiều đảng viên đảng dân chủ và đảng cộng hòa nói rằng họ ủng hộ các cuộc đàm phán nhằm cung cấp nhiều viện trợ kinh tế hơn bà, bà Nancy Pelosi cũng nói rằng đời nghị này đủ chắc chắn để nó được sử dụng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tới và đó là những gì Kim cập nhật được mới nhất cho tới ngày 4 tháng 12. Đến đây Kim xin tạm dừng video và hẹn gặp lại cô chú và anh chị em trong video sau.